cửa phòng đóng chặt, khóa cửa không có dấu hiệu bị cậy ra, tường kính không lọc gió, không có lỗ thủng hay vết nứt. Thủ pháp gây án của hung thủ là lợi dụng cộng hưởng tạo thành kết cấu nhà lỏng lẻo, cuối cùng dẫn đến hạ tích cốt nhà, gây ra tổn thương chí mạng. Lại là đoạn phim này. Mọi người không thấy cứ rít sao? Không thích thiếu cảm xúc như Mario. Bây giờ lượng tiêu thụ đang giảm dần, không biết biến thông, nhân vật chính chỉ biết suy luận chết tiệt. Anh bắt đầu viết rất tốt, càng nhìn phía sau càng không nhìn nổi. Hơi nhạt nhẽo, nhạt nhẽo. Tại sao Mario cứ một mình vậy? Anh ấy không cô đơn sao? Mario không có bạn bè, không có tình yêu sao? Bộ tiếp theo Mario có tuyển tình cảm không? Chúng ta chỉ còn cách hủy hợp đồng thôi. Tôi là Nhiếp Như Châu, phục vụ, nhân viên chuyển phát nhanh, bác sĩ thú y chấp nghiệp. Đây đều là nghề của tôi. Đúng vậy, tôi là một nhân viên làm thêm siêu cấp, là một người xấu hổ trong túi. Kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất bây giờ của tôi. Lại là một ngày tốt đẹp, mong phiền mọi người tránh ra hết. May mắn sắp đến rồi. Xông lên, Nhiếp Như Châu. Người hâm mộ này, mời anh xếp hàng phía sau. Cảm ơn anh. Này Y Ninh, Như Châu, cậu nhìn thấy nam thần của tôi rồi chứ? Tôi biết rồi. Cậu nhất định phải giúp tôi chụp rõ một chút. Tôi làm việc trước, về rồi nói. Đúng vậy, chúng tôi đều đang mong chờ tiểu thuyết của em có thay đổi mới. Mario không có tình bạn sao? Mario không có tình yêu sao? Mọi người nói gì vậy? Đúng vậy, nói gì vậy? Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Lại là cảnh này. Mọi người không thấy cứ rít sao? Chủ nhiệm, cậu phải để cậu ấy nhìn thẳng tiểu thuyết của cậu ấy. Bây giờ lượng tiêu thụ đang giảm dần, ngoài fan ra cũng không có ai muốn xem nữa. Cậu nói với anh ấy, độc giả bây giờ không thích sự thiếu cảm xúc như Mario, không biết biến thông, nhân vật chính chỉ biết suy luận chết tiệt. Huống hồ bây giờ ngay cả suy luận của hắn cũng nghèo lắm rồi. Vâng, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ còn cách chấm dứt hợp đồng thôi. Chủ nhiệm, tuyệt đối đừng. Anh cho tôi một tháng, chỉ một tháng thôi. Mọi người nói gì vậy? Đúng vậy. Các ngươi nói gì vậy? Cậu xem, nói nam thần tức giận rồi đúng không? Thế giới tinh thần của Mario không cần người và chuyện nông cạn, tự cao tự đại. Em không vui sao? Ăn kẹo mút là vui rồi. Bạn nhỏ, em biết ăn nhiều kẹo sẽ thế nào không? Không có răng. Bạn nhỏ, con sao thế? Bố mẹ con. Con người con sao lại như vậy? Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ mà. Cho dù cậu là nhà văn lớn gì, cũng nên biết cái gì gọi là tôn lão ái trẻ chứ. Diễn đủ chưa? Anh đứng lại, anh có ý gì? Hài lòng chưa? Cậu không nhầm chứ? Tôi không phải fan của cậu. Anh tưởng tôi không nhìn ra sao? Chỉ là em dùng cách này để đến gần anh, chẳng có nguyên tắc gì cả. Anh coi tôi là người thế nào? Nhìn cho rõ, tôi làm thêm ở đây. Tôi đang thực hiện trách nhiệm của mình. Cho dù tôi có hấp dẫn hơn người, nhưng theo đuổi thần tượng phải lý trí. Ý cậu là tôi theo đuổi cậu? Nằm mơ đi. Đổ thần kinh. Hôm nay trong cửa hàng không có ai. Cuối cùng em cũng về rồi. Tức chết đi được. Xảy ra chuyện gì vậy? Nam thần mà cậu nói. Đúng là tự mình phô trương, tu luyện cực kỳ. Điều buồn cười hơn là anh ấy lại tưởng tôi là fan của anh ấy. Nói gì mà tôi cố ý tiếp cận anh ấy. Lúc đó suýt chút nữa ta đã Nhiếp Như Châu, không phải ngươi ra tay với nam thần của ta đấy chứ? Tôi không thèm để ý đến anh ấy. Dù sao anh ấy cũng mở nhắc như vậy rồi. Đáng đời, đáng đời. Xin chào, bác sĩ có ở đây không? Xin hỏi hôm nay cô đặt trước là... Tuyệt thay.
Tôi đến rồi, giải thích đi. Tại sao poster của tôi lại bị chặn lại? Bây giờ poster không còn là vấn đề quan trọng nữa. Nếu anh còn không thay đổi, cứu vãn lượng tiêu thụ. Colin, sáng tác không phải vì lượng tiêu thụ. Vâng, anh, tôi hiểu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chú Biên sẽ chấm dứt hợp đồng với anh. Thực ra chỉ cần em thay đổi một chút, Mario có thể cải tử hồi sinh. Tôi đã nghĩ cách giúp anh rồi. Em giúp tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ liên hệ với một văn phòng luật sư. Anh ở lại một thời gian, thu thập tài liệu sáng tác, tìm linh cảm. Anh, thứ lợi cho em nói thẳng, anh thật sự đã rơi vào khó khăn rồi. Anh đã liên tiếp 59 ngày, một chữ cũng không viết ra. Với tình hình hiện tại, anh tưởng chúng ta rời khỏi nhà xuất bản này thì còn có nhà xuất bản nào đồng ý ký hợp đồng với anh chứ? Nửa tiếng nữa, một vị đại thần sắp đến văn phòng chúng ta rồi. Đại thần? Ai vậy? Đó chính là nhà tiểu thuyết danh tiếng Vân Quyện Thiên Nhai. Bộ Đinh, ở nhà phải ngoan nhé. Xuất phát. Xin lỗi, Đại Lão Vương, tôi lại nhận một công việc làm thêm, phải đến muộn một chút. Hôm nay chúng tôi có yêu cầu tất cả nhân viên tập hợp tại đây, long trọng chào mừng thay Hoắc. Sự xuất hiện của anh khiến văn phòng chúng tôi, làm chúng tôi vinh dự. Chương trình đầu tiên, tôi xin giới thiệu đơn giản với thầy. Nhân viên của chúng tôi thành lập, tôi là ông chủ văn phòng làm việc có yêu cầu, Vương Kiển Quốc. Ba chỉ bỏ tiền ra thôi. Đây là con trai Vương Dất Vân. Ô, tràn đầy kinh hàm, rút kén ra quần. Đại thần hãy gọi ta là Vương Dất Vân. Có yêu cầu thì phải thiết lập. Luật sư ưu tú nhiều năm có giấy phép. Người hâm mộ cấp trở cốt của đại thần. Có toàn bộ tác phẩm của thầy. Yêu quý mỗi một đoạn chữ của thầy. Thầy Hoạt, mới ngồi. Anh, ngồi đi. Quá sơ sài. Nhìn xem như anh thấy đấy. Nhưng trái tim của chúng tôi vô cùng nhiệt tình. Vị này là Vương Dật Vân. Cậu giới thiệu đi. Seok Woo Am, chuyên gia luật học máy tính, Python, Java. Chiêu nào cũng chí mạng. Bạn không hư phát. Có phải các người thiếu một người không? Phụ nữ đó, Như Châu. Xin lỗi, Đại Lão Vương, tôi đến muộn rồi. Xin long trọng giới thiệu, nhân vật quan trọng nhất của văn phòng chúng tôi, cô ấy chính là ngón tay vàng treo ngoài toàn năng, ngày nào cũng đến muộn. Nhân viên làm thêm siêu cấp Nhiếp Như Châu. Sao lại là cậu? Vậy thầy Hoạt chính là đồng nghiệp mới của chúng ta. Nguy hiểm. Vị này là nhân viên xuất sắc Nhịp Như Châu của chúng tôi. Cô ấy. Anh, hai người quen nhau à? Dựa vào đâu mà bảo anh ta gia nhập văn phòng chúng tôi? Tính cách nóng nảy như vậy, Vân Quận Thiên Nhai có thể đến là vinh hạnh của chúng ta. Hơn nữa, cậu còn gánh vác một nhiệm vụ vinh quang. Nhiệm vụ gì? Chỉ cần trong tháng này cậu ấy viết ra tiểu thuyết, tôi đảm bảo sẽ đầu tư giúp văn phòng vượt qua khó khăn. Vậy cứ thể nên thao tác thế nào? Rất đơn giản, cậu hãy để anh ấy hòa nhập vào các cậu. Sau đó mọi người phối hợp với anh ấy nhiều hơn, cười chào đón anh ấy, nghe theo mọi chuyện, để anh ấy cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian. Nhân vật dưới bút của anh ấy không tự nhiên sẽ có nhiệt độ sao? Không hiểu. Là thế này,
Nhân vật chính dưới bút của anh không phải tên Mario sao? Bây giờ fan của anh ấy đang bóc phốt, nói Mario máu lạnh vô tình, đánh một mình. Tôi nghĩ phải làm sao đây? Tôi phải để anh ấy viết ra một nữ chính. Cô là một vòng rất quan trọng. Nữ chính, từ chối, tăng lương. Phí thỏa thuận đã đồng ý bằng miệng. Đại lão Vương, tôi nói cho cậu biết, ta thật sự nể mặt cậu. Nhiếp Như Châu ta không phải người như vậy. Ta vốn không quan tâm đến tiền. Vâng, vâng, vâng. Cầm lấy. Anh, anh muốn văn phòng của ông chủ à? Như vậy không thích hợp lắm đâu. Tôi phải môi trường sáng tác yên tĩnh. Cậu không muốn tôi trì hoãn bản thảo đúng không? Được, lát nữa tôi sẽ đi nói với ông chủ. Còn nữa không? Trợ lý, vào đi. Đóng cửa. Rèm cửa kéo lên. Kéo lên. Tôi muốn mặt sàn, mặt bàn không dính bụi nào. Khu trùng đổ gia dung, giết chết vi khuẩn còn sót lại. Một máy tăng ấm. Tôi là trợ lý, có phải nhân viên vệ sinh đâu. Đổ thần kinh. Yuzu, sao cậu lại ra đây? Anh ta là đồ thần kinh. Như Châu, chị Yuzu, đừng lo, cậu sao thế? Tôi rót cho chị cốc nước. Bình tĩnh, ngồi đây trước đã. Nào nào nào, hít sâu. Đại thần vừa nãy, anh ấy vừa nói tôi là fan không có lý trí. Vì tiếp cận anh ấy mà không tự thủ đoạn, thậm chí bán đứng linh hồn của mình. Tôi không làm nữa. Yuzu, bình tĩnh, uống chết đi được. Chúng ta đừng làm khó tiền nữa. Cái gì nhỉ? Tiền lương. Tôi sẽ tăng gấp đôi cho cậu. Gấp đôi. Được không? Đại thần, thầy Hoạt, anh đi đâu vậy? Tăng làm, về nhà. Bây giờ vẫn chưa đến giờ tăng làm. Đúng vậy, tôi tự quyết định giờ tăng làm. À, mọi người đều là nhân viên của văn phòng. Dựa vào đâu mà anh muốn đến là đến? Muốn đi thì đi. Quên không nói với cô, cho dù bây giờ tôi đi rồi, cô vẫn tăng làm lúc 6 giờ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cô là trợ lý của tôi. Phải giữ vững vị trí. Không có tình người, nham hiểm xảo quyết, Lương Tử Vũng cũng được, nhưng cách dùng không đúng. Học nhiều vào. Tôi, còn nữa, đổ trong danh sách. Ngày mai tôi nhất định phải nhận được. Cách phá án của cậu đã dùng hết rồi, không thu hút người khác chiến thắng chút nào. Ta có thể nghĩ cách khác, dùng âm dương ngũ hành để thiết kế. Cách phá án này đã sử dụng trong vụ án thứ 5 rồi. Vậy thám bí Tarot, vụ án thứ 4 của bộ thứ 2. Vậy đốt khói luận án oan thì sao? Phần đầu tiên đã dùng rồi. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách khác. Cách này của cậu chỉ khiến tôi trở nên không có linh hồn. Không, tôi sẽ không để cậu thay đổi đâu. Rốt cuộc cậu không muốn thay đổi tôi, hay là cậu không muốn thay đổi bản thân mình? Người này đúng là sự tồn tại mang tính hủy diệt. Nhiếp Như Châu, cậu có gì mà oán trách chứ? Sự xuất hiện của cậu đã khiến nam thần cuộc đời yên tĩnh hòa thuận rồi. Nếu không phải vì tôi có nhiệm vụ, ta thật sự lười để ý đến hắn.
Nhiếp Như Châu tiếp xúc gần năm thần như vậy mà cậu cũng không trân trọng. Nếu cậu không vui, chúng ta đợi đi. Cậu nghiêm túc chút, Y Ninh. Tôi hỏi cậu một chuyện. Được, 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 cậu nói đi. Thời gian trước tôi nhận một công việc làm thêm, cần một người vô cùng thiếu tình cảm, có hứng thú với tôi. Chính là người đó. Tinh thần tình cảm có vấn đề gì? Là kiểu cần khám bác sĩ. Đây là công việc làm thêm gì vậy? Làm thêm có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cậu yên tâm, không sao đâu. Có ta ở đây, đây đều không phải chuyện. Cậu nghe tôi nói. Cậu nói đi. Phiền chết đi được. Cậu đừng động vào bên trong. Cậu đừng động vào chỗ tôi. Tất cả đều rối. Cậu đừng cử động lung tung. Cậu trông chừng Tiểu Nham. Cậu nhìn đấy. Nhiều rồi, nhiều rồi. Được đấy. Sắp xếp xong nhanh vậy sao? Tôi đã nói từ lâu rồi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi làm, vậy chắc chắn không vấn đề gì. Không phải, cậu đợi đã, Đại Lão Vương. Cái bình phong này là sao? Trên danh sách đại thần viết, chắc là để cách xa khu làm việc của cậu và khu làm việc của anh ấy. Có cần thiết phải như vậy không? Làm như có ai muốn ở cạnh anh ấy vậy. Đúng vậy. Cậu nói ai nói không phải? Như Châu, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm, xử lý anh ta. Thầy Hoạt, mau đi đi đi. Thầy Hoạt. Chào thầy Hoạt. Chào đại thần. Nước ấm 45 độ. Rèm cửa kéo lên. Tôi không muốn nói lần thứ hai. Gì cơ? Cậu ấy đầu kinh à? Bước đầu tiên, tiếp xúc cơ thể bất ngờ, tạo ra khoảnh khắc rung động. Ví dụ bất cẩn đổ nước lên người đối phương, lợi dụng lúc lâu, tạo ra tiếp xúc cơ thể. Tôi không muốn có lần sau nữa. Sao anh ấy biết tôi đang nghĩ gì? Lẽ nào là dự đoán của tôi? Tôi còn không tin không xử lý được cậu. Được rồi, ông chủ. Bước thứ hai, đàn ông đều thích nghe lời tình cảm. Thầy Hoắc, anh tuổi gì vậy? Là trợ lý, tôi nên hiểu rõ tất cả thông tin của lãnh đạo. Tôi tuổi chó. Không, anh thuộc về em. Hóa ra cô là chó. Thầy Hoạt, cả người tôi không có gì khiến anh thích sao? Tôi thích cô. Tránh xa tôi ra. Xem ra sức khỏe cũng không tốt. Nhớ đi khám bác sĩ đấy.
Đại thần vừa rồi lại làm sao vậy? Lại nữa rồi, lạnh lùng vô tình, nham hiểm xảo quyết. Ta nói này Như Châu, chuyện này chúng ta không sốt ruột được. Chúng ta nghĩ cách khác đi, xem anh ta có nhược điểm gì, thuận tiện tấn công. Tôi quyết định lập một kế hoạch cho thầy Hoắc. Chúng ta để tình hình vụ án của lão gia tái hiện, để anh ấy cũng tham gia. Tuyệt vời. Em trai tôi gần đây thế nào? Em đã sắp xếp cho anh ấy đi rồi. Văn phòng làm việc cần gì thì phải làm, nhất định có thể giúp anh tìm lại được cảm hứng trong sáng tác. Có cậu tác ứng. Chưa từng nghe qua, sao lại chọn nó? Là cậu tôi, một bảo vệ đã nghỉ hưu, để tiếp tục phát sáng phát nhiệt, đã đầu tư làm con trai của luật sư, làm văn phòng luật sư, chủ yếu là giúp khu vực giải quyết tranh chấp, gần gũi thực tế, tài liệu rất phong phú. Hơn nữa bọn họ rất thích anh, cho nên em muốn anh ở đó một tháng, thử xem, một tháng. Với tính cách của cậu ấy, chưa đến một tuần, không phải cậu ấy đi thì là đám người đó đi. Bữa tiệc chào mừng, ăn sáng. Thầy Hoặc đến có cầu thì phải đáp ứng. Vậy tôi là ông chủ, tôi nên mời các nhân viên ăn một bữa. Bữa sáng chào mừng. Hoan nghênh thầy Hoặc gia nhập. Tôi đã nói mà, sao gà trống có thể nhớ lòng được chứ? Đúng vậy, vẫn chưa biết cảm ơn. Chào thầy Hoặc. Chào thầy Hoặc. Thầy Hoặc, chào mừng gia nhập bữa sáng chào mừng của chúng tôi. Tôi không ăn cơm với người lạ. Quét dọn vệ sinh chưa? Tôi... Đi đi. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Xin hỏi ở đây có cậu tác ứng sao? Không biết nên xưng hô thế nào. Tôn Lội, Tôn tiên sinh xin chào. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Thầy Hoắc cùng lên. Không có hứng. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Nào bên này, bên này. Nào nào nào, anh ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Không biết Tôn tiên sinh muốn nhờ chúng tôi. Vụ án gì vậy? Tìm mèo. Tìm mèo. Đây là công việc anh muốn giao cho chúng tôi. Vâng. Vậy Tôn tiên sinh, anh hãy nói cụ thể một chút. Tình hình cụ thể. Tôi muốn tìm một con mèo hoa. Gọi lão gia. Bức ảnh, bức ảnh. Tôi có một bức ảnh của nó. Tôi xem nào. Đây không phải là mèo lông ngắn Hoa Kỳ sao? Đúng vậy, là mèo lông ngắn Hoa Kỳ. Thực ra nó không phải mèo tôi nuôi, là con mèo mà tôi vẫn luôn thích, một đồng nghiệp nữ nuôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy tôi ghi lại nhé. Mau ghi lại đi. Vậy phải ghi lại. Đại thần này có phải phát hiện ra gì nên mới không tham gia không? Các cậu cũng không được. Vậy cũng không được. Tôi còn tưởng các cậu muốn gì cũng được. Không phải nói có một tác giả suy luận, nhà văn suy luận gì đó ở đây sao? Lẽ nào chỉ là đồ trang trí? Đúng, đúng, đúng. Anh cũng biết đấy, tiểu thuyết này là tác giả nói về binh lính trên giấy. Anh nói chi tiết cho chúng tôi nghe đi. Nếu tôi nói rõ với mọi người, tôi tự đi tìm mèo là được rồi. Được, 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 không nói với mọi người nữa. Hơn nữa, anh trai tôi, đồng nghiệp nữ của tôi cũng không thể báo cáo được. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của anh. Trong vòng một tuần sẽ giúp anh tìm được lão giả. Anh mau rút đi. Vậy được. Trong vòng một tuần, tôi tìm các người đòi mèo. Nếu các người không giao được mèo, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Diễn quá rồi, diễn quá rồi. Vậy phiền mọi người rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đại thần vẫn không có động tĩnh gì. Làm sao đây? Có thể là do diễn xuất của chúng ta không tốt. Gì thế? Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, anh ấy sẽ không tham gia vào chúng ta. Đừng lãng phí thời gian với anh ấy nữa. Mùi vị rất ngon. Tôi phải về viết tiểu thuyết rồi. Thầy Hoặc, chúng tôi nhận tiền của người ta, không giúp người ta tìm được mèo, sao anh có thể tăng làm chữ? Xin chú ý, người nhận tiền của người khác không phải tôi. Người nên tìm mèo cho người khác cũng không phải tôi.
Đại thần vẫn không muốn tìm mèo. Làm sao đây? 36 kế. Đi là thượng kế. Ném gạch dẫn ngọc. Tôi không thể tiếp tục ở lại, có yêu cầu thì phải được nữa. Tôi chịu đủ rồi. Anh, đừng giận, đừng giận. Tức đến bệnh thì ai thay? Tôi làm vậy là vì tốt cho anh. Hôm qua cậu nói với anh IQ cao EQ, nhóm chuyên nghiệp có tố chất cao thì sao? Anh, kịch kịch đến từ cuộc sống. Trong những chuyện nhỏ có thể có gợi ý gì đó. Cho dù những lời ngươi nói ta đều có thể chấp nhận, nhưng nhịp như châu đó ta tuyệt đối không chấp nhận được. Anh, tiểu thuyết mà, quan trọng nhất không phải là săn thú tươi mới sao? Cô gái đó thú vị biết bao. Chiến thắng bất ngờ làm người ta bất ngờ. Anh thử xem. Anh, chúng ta đi một tháng thôi. Anh cho độc giả của anh một cơ hội để phát hiện ra vẻ đẹp đa sắc của thế giới này. Colin, sao tôi cảm thấy cậu đang lừa tôi vậy? Anh, tự tin lên. Bố hình như đi. Anh nghỉ ngơi trước đi. Em về trước đây. Thầy Hoặc bây giờ đã bước đầu tìm hiểu thực lực của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta nên tiến công với thầy Hoặc rồi. Thầy Hoặc chính là một miếng ngọc. Chúng ta phải ném gạch vào anh ấy. Dựa anh ta ra ngoài. Dựa anh ta ra. Dẫn thế nào? Như Châu, cậu chính là viên gạch đó. Tôi... thế nào? Nghỉ phép theo lương. Lại nữa. Đợi đã, vẫn chưa đủ trình độ. Lần này đủ giọng thật rồi chứ? Anh, có phải chúng ta phải chia tay rồi không? Anh không muốn rời xa em. Em biết ăn nhiều kẹo sẽ thế nào không? Sẽ đau lòng.